chào mừng mọi người. Ở đây thì Hà đang đứng trước cửa hàng nha. Cửa hàng của Hà thì nằm trên quốc lộ 14 á, đường lớn mọi người. Và ở đây hôm nay Hà sẽ có cho mình một số mẫu xe côn tay nha. Tay ga cũng có, côn tay cũng có, nhưng mà chắc là Hà sẽ giới thiệu côn tay cho mọi người, đặc biệt là dòng Exciter nè. Ở đây là phiên bản giới hạn 2023, bản 150 ha, màu xanh đá. Đó, còn cái này là bản đen mờ, bản RC nha. Thì dòng em 150 dao động tầm 40 tới 41 triệu ha. Mua gói thì mình trả trước khoảng 5 triệu trở lên dùm Hà là được. Còn đây là dòng 155 màu đỏ, phiên bản cao cấp 2023 đỏ bóng. Thì dòng 155 đang có mức giá khoảng 40 triệu rưỡi tới 43 triệu rưỡi thôi. Và mua gốc thì mình có thể trả trước tầm khoảng 6 triệu trở lên. Còn đây là dòng Winner. Thì Winner ở đây bên Hà sẽ có khá là nhiều màu, nhưng mà cái màu đại diện ở đây Hà đang quay là màu trắng, phiên bản tiêu chuẩn ha, màu zin luôn. Thì màu này đang có mức giá khoảng 33 triệu. Còn màu đỏ bản tiêu chuẩn thì có khoảng 32 triệu rưỡi. Thì tính ra dòng Winner giá chỉ dao động tầm 32 triệu rưỡi tới 37 triệu rưỡi thôi. Và mua gốc mình cũng trả trước khoảng 6 triệu trở lên. Ở đây Hà có thêm một số mẫu 155 nữa, sẵn quay cho mọi người luôn ha. Đây là màu cam nhám nè, đây là một màu hoàn toàn mới, hơi bị lạ luôn ha. Đỏ nhám này chắc nhiều bạn biết rồi ha. Còn này đen bóng của 2023. Cái màu này là cái màu mà Hà thấy là đẹp nhất trong bảng màu luôn á mọi người. Nhưng mà nói chung là cái thẩm mỹ mỗi người khác nhau, Hà thấy đẹp nhưng mà chưa chắc là khách sẽ thấy đẹp. Nên là Hà giới thiệu như vậy á, mình ưng màu nào mình lấy màu đó ha. Rồi đây là Winner phiên bản 2023 mâm vàng đồng. Riêng em này thì đang có mức giá là 38 triệu ha mọi người. Mua gốc thì trả trước khoảng 7 triệu trở lên nha. Rồi ở đây Hà có màu vàng nữa nè. Đó, màu vàng này là bản cao cấp luôn ha. Có màu vàng chìa khóa luôn nha mọi người. Ở phía trong thì còn rất là nhiều màu. Hiện tại thì bên Hà cũng có bán cả Wenfa Sirius nữa nha. Wenfa thì nó dao động tầm 19 tới 20 triệu. Trả trước tầm 4 triệu là có xe rồi. Bạn nào mà đang cần một chiếc xe đi làm á, gọn nhẹ nhẹ tiết kiệm xăng, Wenfa là trùm luôn rồi. Đó thì mình có thể mua Wenfa nè. Còn mình ưng những cái dòng xe mà vừa đi làm, vừa đi chơi, vừa mạnh mẽ thể thao thì mình chọn Exciter giùm Hà. Còn bạn nào thích sang chảnh á thì mình có thể chọn SH ha. SH thì bên Hà có đầy đủ SH Mod, SH Nam. Đó. Và bạn nào mà thích những cái dòng tay ga mà nhỏ gọn, tiện dụng, giá vừa phải thì mình có thể lựa chọn dòng Vision hoặc là Vario. Vision bên Hà thì hiện tại tầm 31 năm tới 36 năm. Ở trong này cũng có nè. Ở trong này Hà đang có cái mẫu đi đường này nha mọi người. Ở trong này thì có cái mẫu Vision bên Hà mới về màu xám mọi người. Nè, màu xám xi măng nè. Cái chiếc này là bạn thể thao bánh lớn á. Mọi người nhìn đi. Cái chiếc xe Vision mà cao bằng chiếc SH Nam luôn mọi người. Gần bằng ha, không phải bằng nhưng mà gần bằng. Tính ra thì rất là cao luôn á mọi người. Đó, chiếc này thì đang bán khoảng 37 nha. Còn màu đen mờ á, cũng phiên bản này tầm 36 năm. Còn những bạn kia thấp hơn, nó có khoảng 33 cũng có, 35 cũng có, 31 triệu 500 cũng có. Vision nó có nhiều bản lắm ha. Mua gốc thì mình chạy trước khoảng 5-6 triệu trở lên dùm Hà nha. Này là SH Nam dòng 160i nha. Mỗi một dòng xe ở đây Hà đều có cái bảng giá cụ thể. Mình liên hệ trực tiếp với Hà qua hotline 0937 438 101 để được Hà tư vấn kỹ hơn, cũng như là giá xe nè, trả trước nè, thủ tục mua gốc, đăng ký thứ để mình chuẩn bị nha. Thủ tục mua gốc bên Hà thì thường thường là chỉ cần căn cước gốc thôi. Còn ví dụ mình có thêm giấy tờ nào khác thì có thể mang theo. Còn nếu không thì bên Hà vẫn hỗ trợ được. Và độ tuổi mua trả góp bên Hà là từ đủ 18. Và đặc biệt là khi mình coi video xong mình tới mua, hoặc là trước khi mua mình điện cho Hà qua hotline á, thì mình còn được giảm thêm từ 1 triệu đến 2 triệu chi phí đi lại nha. Địa chỉ của hàng ở Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương. Ở xa quá thì mình đến ngay cổng 1 Đại Nam, điện thoại bên Hà đón mua ha. Rồi hôm nay thì tạm biệt ở nhà đây nha. Mong sẽ gặp gỡ mọi người tại cửa hàng.